một số những cái thông tin mà các bạn cần lưu ý trong tuần này trong đó chúng ta có thông tin liên quan đến Uniswap thì bây giờ chúng ta nhìn vào Uniswap đó các bạn thấy Uniswap Mainnet 3.0 sẽ bắt đầu vào ngày 5 tây tháng 5 và đây là cái Uniswap Mainnet ở cái tầng 1 của Ethereum khi mà chúng ta thấy tầng 1 này được thực hiện rồi đó thì tầng 2 sẽ bắt đầu trong thời gian gần đây đây là tài liệu được chia sẻ bởi Uniswap và đây cũng là một những thông tin mà nhiều người cho là lý do tại sao mà đẩy giá của Uniswap uh, lên khá nhiều 40% trong thời gian chỉ có một tuần qua và 5,9% trong vòng 24 giờ qua đó là thông tin liên quan tới Uniswap kế tiếp là một thông tin liên quan tới Hedera Hashgraph thì Hedera Hashgraph sẽ có cái upgrade sẽ có cái nâng cấp mainnet cái phiên bản 0.13.2 Thông đi không có theo dõi Hadera Hashrap nhiều nhưng mà đây là một trong những cái sự kiện sẽ xảy ra trong tuần này và xảy ra vào ngày 6 tháng 5. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn và cũng có một cái sự kiện đó chính là một cái cập nhật của Stella sẽ diễn ra vào ngày nào? Sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 5. Thì đây là một cập nhật liên quan tới mạng lưới thử nghiệm Testnet của Stella và sẽ có một cái giao thức gọi là Asset Clawback. Thường cũng mới vừa đọc một ít tài liệu liên quan tới Asset Clawback này cũng khá là thú vị. Đây là một trong những cách mà những người nào mà ra những cái tài sản trên mạng lưới của Stella thì có thể là kêu gọi tài sản nó trở về như là thu hồi trở về và đốt tài sản đó đi. Trên thực tế đó thì sẽ hoạt động như thế nào? Thường cũng chưa có hiểu rõ lắm nhưng mà theo lý thuyết thì đây là một trong những cái cập nhật mà có thể cho những người mà tạo ra những đồng trên mạng lưới của Stellar là tạo những cái tài sản trên mạng lưới của Stellar là có thể là quản lý cái tài sản của họ chặt chẽ hơn nếu như mà họ tung cái tài sản đó ra tung cái đồng đó ra mà bị một nhóm nào đó thu mua hết thì họ có thể là kêu gọi đồng đó trở về thu hồi trở về để mà làm lại đây là một trong những điều thường cảm thấy khá thú vị khi mà có thêm thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói những cái thông tin sôi so động hơn Chúng ta sẽ nói về thông tin liên quan tới đồng Dogecoin Như bạn hỏi thường liên quan tới đồng Dogecoin này Tuần này có những cái thông tin gì cũng như là liên quan đến cái thông tin là Warren Buffett Pilmer nói xấu với Bitcoin thì như thế nào Thường nghĩ ra sao về những cái thông tin này Cũng như chúng ta sẽ nói về một số thông tin liên quan tới Team Classic Và chúng ta sẽ nói về đồng XRP Trước hết chúng ta nói về cái thông tin mà sôi động nhất mà nhiều bạn muốn biết đó chính là thông tin liên quan tới Dogecoin So Dogecoin các bạn thấy được bây giờ đã đứng hạng thứ sáu lại tăng thêm một hạng nữa Đi hạng thứ sáu hiện bây giờ và các bạn thấy được là bây giờ Dogecoin là 38,5 cent nghĩa là tăng 4,4% trong thời gian 24 giờ qua trong cái thời gian là các bạn thấy là 30 ngày qua đã tăng 526 lần và trong vòng một năm qua thì cái con số này thường cũng không biết được đọc như thế nào nữa 15.392% Và thường đã chia sẻ rất nhiều những thông tin với các bạn liên quan đến là chúng ta có rất nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền thì đồng Dogecoin và một những điều mà thường bất ngờ trong cái tình hình tăng trưởng này đó thực ra mà nói là trong mùa tăng trưởng nào đồng Doge cũng có những cái đợt pump rất là mạnh nhưng mà pump xong mà lại đi xuống chỉ có là đợt này đó đồng Dogecoin pump vào trong cái top 10 sau đó lại tiếp tục giữ vững được các bạn thấy được giữ vững được hàng thứ 8, cửa hàng thứ 7, bây giờ hàng thứ 6 thì những thông tin mới nhất là thông tin gì các bạn thấy được là một trong những điều mà đang được chia sẻ rất nhiều trên những cái mạng Twitter Đó chính là liên quan đến Elon Musk thì Elon Musk được mời lên trên một cái chương trình gọi là SNL hay là Saturday Night Live và sẽ là chương trình của tuần này các bạn thấy đây là cái tài liệu được chia sẻ là Elon Musk đã được mời lên chương trình Saturday Night Live hay là dưới tắt là SNL cho nên trên những cái mạng xã hội các bạn hay thấy nó để chữ là SNL tại vì đó dưới tắt cho chữ Saturday Night Live thì các bạn thấy được là đây là cái show của ngày 8 tháng 5 nghĩa là của tuần này thì đây là một cái show như thế nào mà tại sao mà lại khiến cho đồng đô đồ tăng trưởng như vậy? Tại vì Elon Musk được mời lên chương trình này, đã thường đó cái khách mời đó thì phải cùng với lại những người trên chương trình tấu hài một cái khúc hài. Thì các bạn được rồi chúng ta nhìn trên màn hình đi. Thì đây là những cái ví dụ mà tấu hài đã được chia sẻ trên Sina Life. Thì các bạn thấy được là Elon Musk cũng sẽ như vậy, cũng sẽ lên trên đây để mà tấu hài thì đề tài gì đã được chọn thì bây giờ đó trên những mạng xã hội đó Elon Musk hỏi thì một trong những đề tài mà nhiều người đề cập đến đó chính là Dogecoin cho nên Elon Musk nói là sẽ làm một cái tấu hài liên quan đến Dogecoin ở trên chương trình SNL Saturday Night Live đây là một chương trình rất là nổi tiếng và chương trình này đó làm cho nhiều người có hứng thú tại vì trước đây đó Elon Musk thuyết về đồng Dogecoin thì giá tăng nhưng mà sau đó thì những cái thuyết của Elon Musk hầu như là cái phản ứng đó thì nó càng ngày cái sự ảnh hưởng nó càng ngày càng thấp hơn. Đặc biệt nhiên là làm hoài thì nó sẽ nhàm chán nhưng mà cái bạn thị trường lần này thì khác. Lần này thì nhiều người lại nghĩ là bây giờ Elon Musk lên trên cái chương trình này và sẽ có rất nhiều người xem chương trình này và sẽ làm cho nhiều người biết đến thêm từ đồng Dogecoin. Cho nên đây là một trong những cái điều mà làm cho nhiều người rất là lạc quan liên quan tới giá cả của Dogecoin và khiến cho giá cả đã tăng lên và chúng ta được và gần đây đã không chỉ là Elon Musk mà các bạn thấy là Mark Cuban cũng là một trong những người mà đang thúc đẩy sự chấp nhận của đồng Dogecoin. Đồng Dogecoin đó bây giờ đã được chấp nhận để mà thu mua một số sản phẩm ở những cái nơi mà bán những cái quà lưu niệm. Tại vì nhiều bạn có thể là không rành Mark Cuban là một trong những tỷ phú mà có mặt trên cái chương trình gọi là Shark Tank của Hoa Kỳ Và Mark Cuban cũng là chủ sở hữu của đội bóng rổ Dallas Maverick Cho nên bán những cái quà lưu niệm có thể thanh toán bằng đồng Dogecoin Và gần đây Mark Cuban được mời lên trên chương trình của Ellen DeGeneres Thì The Ellen Show trên đó Mark Cuban cũng đã giới thiệu đồng Dogecoin đồ với nhiều người, cho nên gần đây chúng ta thấy được là không chỉ là chúng ta có những cái trader riêng lẻ pump đồng Dogecoin đồ lên như là ở Reddit, ở TikTok mà chúng ta cũng thấy được là chúng ta có những cái người nổi tiếng như là Elon Musk cho Mark Cuban thì bây giờ hầu như đã cho đồng Dogecoin đồ một cái vị trí trong lòng của nhiều người và đương nhiên đồng Dogecoin đồng đồng mà nhiều người cảm thấy là mắc cười và cũng khá là vô hại cho nên nhiều người có thể là có hứng thú mua đồng Dogecoin đồ Bản thân thường thì không có lưu trữ đồng Dogecoin đồ mà không biết nhiều bạn cũng rất là có hứng thú lưu trữ đồng Dogecoin đồ cho mình thường muốn chia sẻ thông tin này với các bạn và trên căn bản đó thì các bạn thấy Dogecoin đồ này đó cho thấy các bạn đã xem nhiều những cái video gần đây thường thấy là những cái video tiếng Việt trên nói về đồng Dogecoin đồ cũng khá nhiều và những video đó đi sâu hơn về đồng Dogecoin đồ là thành thành như thế nào và tương lai ra, ra sao thì sẽ không có đi sâu vào vấn đề này chỉ là một trong những điều các bạn cần phải hiểu đồng Dogecoin này đồng đồng đã ra đời từ rất lâu, bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 năm 2013 và đồng Dogecoin này là một đồng mà không có giới hạn. Dựa theo lịch trình bây giờ đó là 5 tỷ đồng Dogecoin sẽ ra đời mỗi một năm và cứ như vậy năm này qua năm nọ 5 tỷ được ra đời 5 tỷ ra đời và khi mà chúng ta nhìn vào phân phối đồng Dogecoin này thì đây là một vấn đề mà thường cảm thấy là cũng rất là thú vị tại vì các bạn hiểu đây là cái danh sách mà đồng đô được phân phối lưu trữ trên cái ví như thế nào thì cái điều thú vị ở đây đó các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tổng cộng đó là có 0,02% phần trăm của tất cả địa chỉ ví, có nghĩa là chỉ có 588 địa chỉ ví lưu trữ tổng cộng là 79,22% của tất cả đồng đô trên thị trường. cho nên các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví rất là thấp, nhưng mà lại lưu trữ rất nhiều đồng DOS coin. cho nên chúng ta thấy được là khi mà nhìn vào cái tài liệu này đó, các bạn sẽ thấy được là cái số lượng cá voi ở trên thị trường DOS coin rất là nhiều khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này và đi thêm một bậc nữa cái mang được tổng cộng là 0,13% của tất cả địa chỉ ví Dogecoin nghĩa là khoảng 4.053 địa chỉ ví lưu trữ tổng cộng là 86,86% ,86, 86 của tất cả đồng Dogecoin trên thị trường và chúng ta nhìn vào tài liệu này mà chúng ta nhìn vào tài liệu này liên quan tới Bitcoin thì như thế nào Thì các bạn thử tài liệu này liên quan tới Bitcoin đó Thì một điều bất ngờ đó là cũng có một cái số phần trăm coi như là cũng tương tự nhưng mà thấp hơn đồng đồng Dogecoin tại vì cái số lượng địa chỉ ví của Bitcoin thì nhiều hơn nhưng mà các bạn hãy đưa là chúng ta nhìn vào tài liệu này đi 0,01% của tất cả địa chỉ ví Bitcoin nghĩa là 2.145 Bitcoin lưu trữ tổng cộng là 41,93% của tất cả Bitcoin trên thị trường coi như là Bitcoin cũng là một cái mạng lưới mà có rất nhiều cá voi các bạn hãy đưa chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp đi là 0,38% của tất cả địa chỉ ví Bitcoin nghĩa là 131.053 thì lưu trữ tổng cộng là 85,58% của tất cả Bitcoin thì so sánh với lại đồng Dogecoin đồ thì Bitcoin có cái phần trăm cá voi dựa theo thông tin này ra thì ít hơn có nghĩa là cái sự phân phối Bitcoin thì nó đỡ hơn là đồng Dogecoin đồ nhưng mà cả hai đều có rất là nhiều cá voi trên thị trường hiện bây giờ. Thường chỉ muốn chia sẻ thông tin này để các bạn lưu ý mà thôi.